Xin chào các bác xem kênh Hải Phong GV. Ở ngày hôm nay thì em sẽ quay video cập nhật giá và so sánh giá cho các bác các cái mẫu TV màn hình 55 inch của Samsung và Sony hiện tại đang bán bên điện máy Ecomart bên em, để các bác xem tham khảo giá mới nhất bây giờ và cùng so sánh giá giữa hai hãng TV Samsung và Sony xem là hiện tại đang chênh lệch nhau bao nhiêu tiền ở những cái mẫu TV 55 inch mà cấu hình tương tự nhau. Và bác nào mà muốn bên em tư vấn trực tiếp, các bác cứ gọi về số tổng đài đó là 0974178586 hoặc vào website để tham khảo giá. Website sẽ là eco.vn. Và ngay sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video so sánh cũng như cập nhật giá TV 55 inch của Sony và Samsung gửi đến các bác. Để các bác dễ dàng mà so sánh giá tiền giữa hai dòng TV Sony và Samsung và mình cùng phân biệt được cấu hình, thì em sẽ đi theo từng cấu hình từ nhỏ đến cao. Cứ một mẫu TV của Samsung thì sẽ quay một mẫu TV của Sony tương ứng với mẫu đó để các bác nhớ giá và mình nhớ cấu hình dễ hơn. Thì đầu tiên em sẽ quay dòng TV của Samsung trước. Cái mẫu TV giá rẻ của Samsung màn hình 55 inch thì hiện tại cái mẫu 55BU8000 của Samsung, mẫu này thì ra mắt từ năm 2022. Và một chút nữa em cũng sẽ quay cái mẫu 2022 của Sony tương tự với cả mẫu này. 55BU8000, mẫu này thì thiết kế viền mỏng, viền nhựa, chân đế thì để ở hai bên. Độ rộng màn hình là rơi vào là 1m24. Màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền một màu và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W. Mẫu này thì có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua Bixby, giao diện mới Tizen năm 2022 của Samsung và có cả điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Giao diện mới của Samsung đây. Đó. Các cái ứng dụng cũng có đầy đủ. Tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua ứng dụng Bixby và cả điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Điều khiển của Samsung thì bảo hành là 12 tháng các bác nhé. Máy, TV thì bảo hành là 24 tháng, là 2 năm. Còn điều khiển bảo hành là 1 năm. Bảo hành chính hãng tại nhà. Và bảo hành thì sẽ kích hoạt điện tử theo số điện thoại mua hàng của các bác, theo thông tin các bác cung cấp khi mà mua hàng thì bên em sẽ kích hoạt. TV thì hiện tại là TV mới nguyên hộp 100%, chưa kích hoạt bảo hành. Về mức giá của mẫu 55BU8000 thì hiện tại đang bán bên em giá mà trừ đi hết quà rơi vào là 9.520.000, 9.520. 55BU8000 của Samsung đời ra mắt trong năm 2022, nhưng mà hàng thì hàng mới nguyên hộp, sản xuất mới trong năm 2024. Nhận hàng các bác được kiểm tra thoải mái. Và tương tự với cả mẫu TV của Samsung thì em đã chuyển sang dòng TV của Sony để so sánh giá cấu hình của mẫu TV Sony tương tự với cả mẫu BU8000 này và cùng so sánh giá cho các bác xem là giá thành của Sony cấu hình ngang nhau thì giá bao nhiêu. Ở dòng TV của Sony thì sẽ có cái mẫu 55X75K. Đây là dòng ra mắt trong năm 2022, ra mắt cùng năm so với cả mẫu BU8000 của Samsung. Và mẫu này thì cũng sẽ là cấu hình gần như tương tự với mẫu của TV của Samsung. Thiết kế bên ngoài thì viền dày hơn so với Samsung. Màn hình độ phân giải sẽ là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Sử dụng hệ điều hành là Google TV, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Nó sẽ khác nhau một số cái điểm, đó là thiết kế sẽ dày hơn này, rồi giao diện là Google TV này, ứng dụng thì cũng sẽ có giống nhau, nhưng mà cái giao diện thiết kế bên ngoài sẽ khác nhau. Mẫu này thì cũng sẽ có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Và dòng TV của Sony thì cái điều khiển sẽ không có điều khiển sạc pin mà điều khiển thay pin bình thường. Nhưng em đánh giá là dòng TV của Sony ấy, thì cái tìm kiếm giọng nói nó sẽ tốt hơn so với cả dòng Samsung. Thì mỗi hãng sẽ có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Mẫu này thì thiết kế dày hơn, xấu hơn. Và hàng 55X75K thì cũng xuất xứ tại Việt Nam giống với cả Samsung, chứ không có xuất xứ tại Malaysia. Mẫu 55X75K thì âm thanh của nó cũng chỉ có 20W, có 2 củ loa thôi. Và giá thành thì hiện tại đang bán bên điện máy Ecomart bên em, giá mà trừ kết quả sẽ còn là 12.360.000, 12.360, tức là giá cao hơn so với cả mẫu Samsung
khoảng tầm 2,8 triệu, cao hơn rất là nhiều, mà cấu hình thì tương tự, rồi tính năng của TV thì cũng đều giống nhau, thì các bác có thể so sánh giá giữa hai mẫu. Tiếp theo chuyển lên cái mẫu đời cao hơn thì em sẽ chuyển sang dòng Sony năm 2024 mẫu 55S30. Đây là mẫu màn hình 4K thường của Sony và mẫu mới năm 2024. Mẫu 55S30 này của Sony ấy, thì thiết kế viền mỏng viền nhựa, màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét của TV thì cũng là 60Hz, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì có 20W, có hai củ loa và hỗ trợ đầy đủ Dolby Atmos, Dolby Vision. Sử dụng hệ điều hành là Google TV, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói dành tay. Cái tính năng này ấy, thì ở dòng TV Sony có rồi, còn Samsung thì sẽ không có tính năng tìm kiếm giọng nói dành tay. Mẫu 55S30 này thì hàng nhập khẩu tại Malaysia, hàng nhập khẩu nguyên chiếc, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà và điện máy Ecomart thì hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu như sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất. Và hiện tại thì cái mức giá của mẫu 55S30 đang bán là 15.720, giá mà trừ hết quà rồi, 15.720. Mẫu này thì cấu hình nó sẽ cao hơn so với X75K, hàng thì nhập khẩu tại Malaysia. Tần số quét thì vẫn là 60 thôi. Các cái ứng dụng thì đầy đủ, thiết kế đẹp và giá thành thì đang là 15.720. Và tương tự với cả hai cái mẫu trước thì em sẽ chuyển sang dòng TV của Sony để quay cái mẫu 2024 tương ứng so với cả dòng 55S30 này để các bác có thể tham khảo được giá TV bây giờ. Mẫu TV Samsung đời mới 2024 mà tương tự so với cả dòng 55S30 của Sony, đó là dòng 55Q60D. 55Q60D, đây là mẫu mới 2024 của Samsung, dòng TV QS có cái tần số quét là 60. Bởi vì nó sẽ phân khúc nhiều theo cái tần số quét, vì vậy mà em mới so sánh ngang nhau. TV của Sony mẫu vừa rồi thì tần số quét cũng là 60 và cái Samsung này cũng là tần số quét 60. Mẫu 55Q60D thì có công nghệ QS, màn hình có thêm công nghệ quang đúng tốt, có thêm cái lớp phủ chống lượng tử giúp cho hình ảnh nó sáng hơn, rồi cũng như là độ tương phản cao hơn. Thiết kế bên ngoài của mẫu này thì viền mỏng, viền nhựa, chân đế thì để ở chính giữa, chân đế này cũng là chân đế bằng nhựa thôi. Màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền hai màu và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W, cũng hỗ trợ âm thanh theo chuyển động OTS, rồi công nghệ QSymphony. Về cái mẫu 55Q60D thì cũng sẽ có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua Bixby và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Mẫu này thì không có cái điều khiển giọng nói dành tay. Giá thành của dòng 55Q60D thì hiện tại đang bán trừ hết quà bên em thì rơi vào là 13.080.000, 13.080. Như vậy là cái mẫu mới 2024 của Samsung cũng rẻ hơn so với cả dòng 55S30 của Sony. Thì đấy chỉ là em so sánh cái mẫu 2024 để các bác thấy cái ngang nhau. Còn nếu các bác mà tìm dòng tương tự so với cả mẫu S30 của Sony vừa rồi mà ở dòng TV của Samsung thì còn thêm cả cái mẫu 55Q60B mẫu 2022 hiện tại vẫn đang còn hàng bên em và cái mức giá thì nó rẻ hơn nhiều, rẻ hơn cả cái mẫu đời 2024 vừa rồi. Mẫu 55Q60B cũng là mẫu TV QS của Samsung nhưng cái mẫu này thì đời ra mắt năm 2022 và cấu hình thì nó gần như tương tự so với cả mẫu Q60D vừa rồi. Giá tiền thì hiện tại đang bán là 11.200.000, 11.200, tức là rẻ hơn rất là nhiều so với cả cái mẫu S30 của Sony và cả cái mẫu Q60D của Samsung. Thì các bác nào mà tìm dòng QS đời 2022 thì giá tốt hơn và cấu hình gần như tương tự. Thì đây là ở cái phân khúc màn hình tần số quét 60. Tiếp theo mình chuyển lên cái phân khúc tần số quét 120. Thì ở mẫu tần số quét 120 bên em có cái mẫu của Samsung, đó là 55Q70D. 55Q70D, đây là cái mẫu mới ra mắt trong năm 2024 của Samsung, thay thế cho dòng Q70C đời cũ. Mẫu Q70D năm nay thì vẫn giữ thiết kế viền mỏng, viền bằng nhựa, chân đế bằng kim loại để chính giữa.
gần như cái thiết kế nó giống nhau, nó không thay đổi về thiết kế. Ở bên trong thì màn hình độ phân giải vẫn là 4K, tần số quét là 120Hz, tần số quét thực. Công nghệ nét viền 2 màu và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W, hỗ trợ âm thanh theo chuẩn động OTS và cũng có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua Bixby. Dòng 55Q70D hiện tại đang là cái mẫu có tần số quét 120Hz giá rẻ nhất của Samsung bây giờ. Những cái mẫu đời cũ thì đã hết hàng hết rồi và chuyển hết sang cái mẫu mới 2024. 55Q70D thì hiện tại cái mức giá đang bán bên điện máy Ecomart bên em thì trừ đi hết quà hiện nay sẽ còn 16.320.000, 16.320 cho mẫu 55Q70D đời mới 2024. Vậy thì chuyển sang mẫu Sony dòng 55 inch, tần số quét 120, có cái mẫu nào để so sánh với mẫu này thì mời các bác cùng em tiếp tục xem theo dõi ngay sau đây. Ở mẫu TV của Sony thì sẽ là cái mẫu 55X85R. Đây là mẫu tần số quét 120Hz của Sony. Nhưng mẫu này thì ra mắt trong năm 2023, tiếp tục sản xuất và bán trong năm 2024. Năm 2024 thì sẽ không có mã thay thế cho mã này mà tiếp tục vẫn bán cái mẫu 2023. Vì vậy mà em sẽ so sánh tương tự với cả cái mẫu Q70D vừa rồi. Thiết kế bên ngoài của dòng X85N thì cũng là thiết kế viền nhựa, viền mỏng, chân đế để hai bên. Nhưng mà theo em thì thiết kế bên ngoài của dòng X85N của Sony thì nó sẽ đẹp hơn, vuông thành sắc cạnh, nhìn nó sẽ sang hơn so với cả dòng Q70D vừa rồi. Và hàng của Sony thì xuất xứ tại Malaysia, bảo hành cũng là 2 năm chính hãng tại nhà. Màn hình độ phân giải vẫn là 4K, tần số quét là 120Hz, tần số quét thực. Công nghệ nét nền Full Array và tấm nền VA. Như vậy về cái màn hình của mẫu X85N này thì sẽ nhỉnh hơn so với cả dòng Q70D. Đó là về cái công nghệ màn hình nét nền Full Array so với cả dòng Q70D, đó là nét viền 2 màu. Mẫu này thì màn hình nó sẽ nhỉnh hơn. Về âm thanh của TV thì tổng công suất loa vẫn là 20W, có 2 củ loa. Bởi vì sao em so sánh với cả mẫu Q70D? Bởi vì đây cũng là một cái mẫu 5 năm của Sony mà có tần số quét 120Hz giá rẻ nhất rồi. Còn mẫu cao hơn thì cấu hình nó sẽ cao hơn và giá tiền nó cũng sẽ cao hơn. Vì vậy mà mới so sánh ngang so với cả dòng Q70D. Giao diện thì vẫn là Google TV, có tìm kiếm giọng nói, có điều khiển giọng nói rảnh tay. Nói chung là những cái tính năng này thì cái mẫu TV nào cũng có, cả Samsung, cả Sony thì các ứng dụng đều như nhau. Cái tính năng thì sẽ có một số cái khác biệt một chút. Đó là cái tìm kiếm giọng nói rảnh tay thì chỉ có trên Sony. Trong khi đó thì Samsung sẽ có thêm cái điều khiển sạc pin mà Sony không có. Về mức giá thì mẫu 55X85N hiện tại đang bán là 18.370.000. Giá vẫn cao hơn so với cả dòng Q70D 2024 của Samsung. Các bác có thể so sánh giá hai mẫu này với nhau. Cấu hình thì nó gần tương tự nhau. Ở Sony thì nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà giá tiền nó cũng sẽ chênh cao hơn. Tiếp theo qua dòng X85R này thì chuyển đến cái mẫu đời cao hơn nữa. Đời cao hơn ở dòng TV của Sony thì mẫu cao hơn đó là dòng X90R. Mẫu X90R của Sony màn hình 55 inch. Mẫu này thì có con chip thì khác biệt, chip XR trí tuệ nhận thức này, thiết kế viền kim loại tràn viền vô cực này, công nghệ tần số quét là 120 này, công nghệ màn hình nhất nền Full Array này. Đây những cái công nghệ mới và cấu hình cao ở mẫu X90R này. TV thì có thiết kế viền tràn viền vô cực, viền kim loại rất là sang và đẹp. Chân đế cũng bằng kim loại để hai bên. Giao diện thì giống nhau, giao diện Google TV. Mẫu 55X90R của Sony thì mẫu này ra mắt năm 2023. Giống với cả dòng X85 thì mẫu X90 cũng là đời 2023 và trong năm nay thì vẫn tiếp tục sản xuất bán chứ không có thay đổi mẫu mã khác. Vì vậy mà các bác mua dòng X85 và X90 thì đều là những cái mẫu ra mắt từ năm 2023. Nhưng mà hàng thì vẫn là hàng mới sản xuất nhé. Năm nay thì vẫn tiếp tục sản xuất mới và tiếp tục bán bình thường. Giá thành của dòng 55X90 thì hiện tại đang bán trừ hết quà rơi vào 23.070.000, 23.070. Và để so sánh với cả mẫu 55X90 này thì em sẽ chuyển sang dòng Samsung mẫu 55Q80D để cùng các bác so sánh giá. Ở dòng TV của Samsung mẫu 55Q80D thì đây là mẫu mới 2024 của Samsung. Mẫu mới
nhất năm nay. Và dòng 55Q8AD thì cái chip cũng là chip mới, chip NQ4 AI Gen 2, chip đời mới nhất của Samsung năm nay 2024. Rồi thiết kế bên ngoài cũng là viền kim loại, viền mỏng, tràn viền vô cực, chân đế cũng bằng kim loại để ở chính giữa. Viền và chân đế thì đều là màu bạc hết rồi, nhìn rất là sang, thiết kế đẹp. Nói chung là thiết kế của dòng Q80D và dòng X90 ấy, thì nó ngang nhau 19:10. Màn hình thì cũng là tràn viền vô cực, nhìn rất là sang. Màn hình độ phân giải vẫn là 4K, tần số quét là 120, công nghệ LED nền Full Array và tấm nền VR. Âm thanh thì tổng công suất là 40W, có 4 củ loa, hệ thống loa 2.2. Và về âm thanh thì Samsung sẽ to hơn so với cả Sony. Sony thì tổng công suất là 30W thôi, cũng 4 củ loa nhưng mà 30W. Trong khi đó thì Samsung là 40W, 4 củ loa. Màn hình thì công nghệ LED nền Full Array giống nhau. Chip thì cũng là đều là chip AI thế hệ mới nhất của Samsung, cũng như là Sony thì cũng là chip AI thế hệ mới nhất của Sony. Giao diện TV thì cũng là giao diện Tizen mới 2024 của Samsung thôi, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua Bixby, điều khiển sạc pin. Về mức giá của dòng 55Q80D thì hiện tại đang bán là 21.890. Nhưng các bác có thể thấy mặc dù là mẫu mới 2024 nhưng mà giá tiền thì nó vẫn rẻ hơn so với cả dòng Sony. Hàng thì thiết kế rất là đẹp, chuẩn. Hàng Samsung thì tất cả đều là sản xuất tại Việt Nam. Trong khi đó thì Sony chỉ có cái mẫu X75K hàng sản xuất Việt Nam thôi. Còn lại thì các cái mẫu khác đều hàng nhập khẩu. Thì cũng chính bởi vì hàng nhập khẩu nên có thể giá thành họ cũng sẽ cao hơn một phần so với cả Samsung. Một trong những cái yếu tố để giá tiền Sony sẽ cao hơn. Thì cái mẫu 55Q80D cũng là cái mẫu cuối cùng mà em muốn so sánh cho bác giữa hai dòng Samsung và Sony trong video ngày hôm nay. Thì các bác có thể thấy nhận xét chung thì là giá của TV Sony sẽ cao hơn so với cả Samsung, kể cả những cái mẫu mới của Samsung bây giờ so với cả những cái mẫu cũ của Sony thì giá Samsung họ vẫn đang rẻ hơn. Thì các bác mua hàng thì các bác có thể dựa vào một là giá cả này, hai là cái nguồn gốc xuất xứ này, cũng như cấu hình TV. Em cũng phân tích trong video để các bác so sánh sự khác biệt. Thì bác nào mà thích hãng nào các bác có thể chọn hãng đó. Và video của em thì đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất từ kênh Hải Phong RV. Bác nào mà mua hàng, các bác gọi về số tổng đài 0974178586. Một lần nữa thì rất cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.